Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm Đảng chém vào lòng dân tộc. Phán quyết vào hôm 14 tháng 9 của Tòa án Hà Nội với 29 dân Đồng Tâm đã gây nên một cơn chấn động đối với toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước. Và chắc chắn nó sẽ đi vào lịch sử dân tộc để ghi dấu một sự man dợ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lên ngôi. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi lại hình phạt Chu Di Tam Tộc tàn bạo nhất tưởng đã chôn vùi trong lịch sử phong kiến của Việt Nam hàng trăm năm trước. Đây là hình ảnh hai án tử hình, một án chung thân và hàng trăm năm tù đã được tuyên cho 29 người dân tại Đồng Tâm vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2020 tại Tòa án Hà Nội. Sau khi hành quyết người đảng viên lão thành cách mạng Lê Đình Kình, thì các con cháu của ông lại phải nhận thêm hai án tử hình và một án chung thân. Trong khi đó, ai cũng biết rằng cụ Kình trước khi chết vẫn một lòng tin tưởng vào Đảng và ông Nguyễn Phú Trọng. Bi kịch và căm phẫn đến tột cùng. Ôi những cánh đồng quê chảy máu, dây thép gai dẫm nát trời chiều. Câu thơ đầy hình tượng của Nguyễn Đình Thi viết cách đây nửa thế kỷ nay bỗng hiện lên rõ nét. Thế nhưng như nhà báo Nguyễn Hữu Sự đã nói, người dân Việt Nam chẳng mấy người dám lên tiếng trước một rừng còng số 8 và một rừng lưỡi lê, và rất có thể tới đây máu của những người dân Đồng Tâm này sẽ lại tiếp tục chát đỏ lòm gương mặt của chế độ. Còng số 8 có thể còng tay bất cứ một người dân nào dám lên tiếng về vụ việc này, nhưng không ai có thể còng tay được lịch sử. Trong vô số những bài viết về sự kiện này, blogger người buôn gió, tức là ông Bùi Thanh Hiếu, có bài viết đầy tính tự sự mang tựa đề Đồng Tâm nỗi đau để lại. Vụ án Đồng Tâm đã tạo nên bao cảm xúc đau thương, căm phẫn từ cả hai bên. Chưa bao giờ có một vụ án mà cảm xúc của dân chúng phân làm hai thái cực như vậy. Đây là một điều bất hạnh của dân tộc. Nó sẽ còn ám ảnh dân tộc Việt Nam trong nhiều thế hệ nữa. Một bài học đau đớn, một khoảng cách đen tối, một vết thương sâu hoắm chém vào lòng dân tộc Việt Nam này, nó sẽ nhức nhối cả trăm năm nữa. Nếu bạn là một nhà văn, một nhà báo, hay một nhà lịch sử, văn hóa hay xã hội học, ngày hôm nay bạn không thể hiện điều gì trước những gì xảy ra ở Đồng Tâm, bạn sẽ chẳng là gì cả. Con cháu bạn sau này, khi xem lại vụ án Đồng Tâm, nó sẽ hỏi bạn có thể hiện gì khi đó hay không. Con của bạn sẽ nói dối lúc đó ông nội, bà nội, ông ngoại đang công tác hoặc làm ăn ở đâu đó không biết gì. Vì bạn mà con bạn nói dối cháu nội của bạn, để tránh cho bạn tiếng hèn nhát của kẻ sĩ thời Cộng sản cai trị. Thế cũng nhục, nhưng nhục thế còn đỡ hơn nếu bạn là người viết không khách quan, viết để phục vụ cái sai trái của kẻ cầm quyền gây ra. Đây là hình ảnh Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, người thứ ba từ trái qua, ngồi cạnh Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, người có lời khai trong hồ sơ rằng đã bắn cụ Lê Đình Kình hai phát và thấy cụ gục xuống. Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp. Trời cho tôi một đam mê là viết. Có thể ngôn từ, cấu trúc, ý tứ của tôi thể hiện không được trau chuốt như người khác. Viết hôm nay chỉ đơn giản sau này cháu nội tôi có khi nào đó tìm hiểu cội nguồn, gặp vụ án Đồng Tâm, cháu tôi thấy ông nội đó đã thể hiện quan điểm là gì. Bài này tôi viết về những liệt sĩ, gia đình những liệt sĩ đã hy sinh ở Đồng Tâm, đặt giả thiết họ chết thật. Thiên hạ nghĩ gì về những hy sinh anh hùng, lịch sử đánh giá thế nào về những anh hùng lực lượng vũ trang. Đầu tiên là những anh hùng hy sinh bảo vệ Tổ quốc, chống lại sự xâm lăng của kẻ thù từ nước khác đến. Sau nữa là những anh hùng dũng cảm trước những tên tội phạm nguy hiểm giết người, cướp của. Rồi kế đến những anh hùng hy sinh để cứu mạng, đồng đội. Có thứ anh hùng nào trong đoàn quân mấy nghìn lính đánh tinh nhuệ, trang bị tận răng, có kế hoạch bài bản xông vào một ngôi làng trên chính đất nước của mình, xả súng tấn công người dân, rồi ba người lính bị dân hạ chết thảm thương, thành anh hùng hay không? Anh hùng là ít chọi nhiều, anh hùng trong khoảng khắc gian nan vượt lên hoàn cảnh một cách phi thường, thế mới gọi là anh hùng. Anh hùng mấy nghìn quân, trang bị, kế hoạch chiến đấu chuẩn bị kỹ lưỡng, từ những chỉ huy mang hàm giáo sư, tiến sĩ, đi tấn công những người nông dân toàn ông già, phụ nữ, rồi bất cẩn chết mà thành anh hùng. Như thế hỏi có thấy xứng đáng với danh hiệu đó hay không? 29 người dân, bao gồm cả ông già lẫn phụ nữ, bị bắt bởi 3.000 lính chiến chuyên nghiệp. Một trọi 100 bên súng tiểu liên, bên dao gậy thô sơ. Nếu có thật trận giao tranh như thế, khách quan mà nói, những ai sẽ là anh hùng? Đây là hình ảnh cuộc đột kích giữa đêm khuya vào thôn Hoành, làng Đồng Tâm, 9 tháng 1 năm 2020 của 3.000 lính đặc nhiệm Bộ Công an Việt Nam được trang bị chó nghiệp vụ và đầy đủ công cụ bảo hộ. Những người thân nhân của gia đình ba sĩ quan chết ở Đồng Tâm kia, họ sẽ tự hào về cái chết
của thân nhân họ được bao nhiêu lâu. Người ta nói có vẻ xót xa nhưng pha lẫn tự hào rằng người thân của họ hy sinh ở Lào Cai, Lạng Sơn năm 79, hy sinh ở biên giới Tây Nam, người nghe sẽ ngậm ngùi, đồng cảm. Nhưng nếu kể người thân của tôi hy sinh anh dũng ở Đồng Tâm, địa danh cách thủ đô Hà Nội vài chục cây số vào thời hòa bình, chắc chắn người nghe sẽ ớ người và hỏi: "Ơ, ông, anh, bác ấy hy sinh như thế nào? Đánh nhau với ai? Đánh thế nào mà được phong anh hùng như vậy?" Bạn sẽ trả lời là có một đám khủng bố, một đám nổi dậy, một đám định lật đổ chế độ. Người ta sẽ hỏi đám ấy là ai, chúng như thế nào, vì xưng danh anh hùng và cụm từ khủng bố kích thích trí tò mò của người đời lắm. Chả thế mà phim hành động Mỹ luôn được đón xem. Bạn càng tô vẽ kẻ địch thêm bao nhiêu càng khiến người ta tò mò bấy nhiêu, rồi họ sẽ ngạc nhiên và đi tìm hiểu. Nếu họ hỏi những người xung quanh để biết thêm, tỷ lệ may mắn cho bạn chỉ có 10% là nhiều. Đó là họ hỏi bọn tổ trưởng dân phố, bọn bí thư khu phố, bọn đoàn viên. Còn 90% họ gặp những người dân thường, những người ấy sẽ trả lời giáo hoạch: "Ôi giời, khủng bố, lật đổ mẹ gì đâu. Có mấy người nông dân bị chính quyền cướp đất để làm đất thương mại, giả danh nghĩa đất quốc phòng để cướp. Dân người ta không chịu, đưa mấy nghìn quân vào trấn áp, thế là ngã xuống hố chết. Chuyện thực sự chỉ có thế thôi." Đây là hình ảnh luật sư Ngô Anh Tuấn thực nghiệm điều tra dưới hố kỹ thuật, phát hiện một sợi dây điện còn nguyên vỏ không cháy, trong khi kết luận điều tra xác định tử thi ba cảnh sát cơ động bị than hóa toàn thân do nhiệt. Trước đó, nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đã phát hiện ba thứ dưới hố trong tầm cao chỉ 1m đến 1m4, bao gồm dây điện, miếng cốt ép và bao ni lông sát tường cũng không hề bị cháy. Blogger Bùi Thanh Hiếu viết thêm: "Thưa các bạn, ở cả hai luồng dư luận trong vụ Đồng Tâm, có bạn nào chú ý đến nỗi đau của thân nhân những người sĩ quan đã chết ở Đồng Tâm hay không? Nếu bạn chú ý, các bạn sẽ thấy chính họ cũng đau đớn, uất hận, muôn vàn. Cái danh anh hùng được Chủ tịch nước truy tặng cho thân nhân của họ, nó chính là dấu vết để người đời thắc mắc về cái chết của thân nhân họ nhiều hơn. Thà không có cái danh hiệu ấy, chỉ đơn giản hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, phong tặng liệt sĩ là xong. Chứ phong anh hùng chuyện thành to lắm, chuyện ấy kéo dài cả mấy đời người ta còn nhắc đến. Mà dân người ta thích nghe chuyện anh hùng. Liệu thân nhân ba chiến sĩ chết ở Đồng Tâm kia, họ có hào hùng được không khi kể về cái chết của thân nhân họ? Và việc phong tặng anh hùng của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, theo đề xuất của Bộ trưởng Tô Lâm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đầy vội vã là nhằm mục đích che giấu những sai phạm của những kẻ lãnh đạo cao cấp, những kẻ ngu dốt về chiến lược, chiến thuật và những kẻ độc tôn. Chúng lấy danh hiệu anh hùng là để bịt miệng mọi thắc mắc về cuộc đàn áp đầy ngu xuẩn do chúng chỉ đạo. Và hành động phong tặng anh hùng cho những sĩ quan bị chết ở Đồng Tâm của Bộ Chính trị Việt Nam sẽ không làm giảm nỗi đau cho thân nhân của những người sĩ quan đã bị chết. Trái lại, nó là một thứ xiềng xích, một vết đau nhức nhối không bao giờ lành trong lòng thân nhân của người đã chết. Đây là hình ảnh cụ Lê Đình Kình đã bị gãy chân xuất viện trở về vào năm 2017, được dân làng Đồng Tâm mừng đón kính trọng như một vị lãnh tụ tinh thần. Rồi sau này, những thân nhân người đã chết ấy, họ có lẽ chẳng mang cái danh hiệu anh hùng ấy ra làm gì, vì càng mang ra người ta càng hỏi người ta càng thấy sự thật trớ trêu. Chưa kể cái chất khuất tất đến nỗi, nhiều người còn nói là giả mạo, người ta đàm tiếu, dị nghị, người ta bàn bạc, mổ xẻ đủ mọi góc cạnh. Và nỗi đau của thân nhân ba sĩ quan chết ở Đồng Tâm không chỉ là nỗi đau mất đi vĩnh viễn người thân, nỗi đau như thế chỉ kéo dài chục năm, nhưng nỗi đau khắc khoải và dai dẳng nhất là nỗi đau về cái cách mà người thân họ đã mất đi như thế nào. Nó khắc khoải và kéo dài bởi cách mà họ đã chết như thế nào, cái đó thuộc về lịch sử. Blogger Người Vốn Gió đã đưa ra nhận định như vậy. Và ở một góc tự sự khác của luật sư Đặng Đình Mạnh đưa ra câu hỏi: ai có quyền miễn nhiễm với bất công, với những liên tưởng đến nhiều vụ án nổi bật gần đây? Đôi khi nghe thấy sự bất công, chúng ta cứ nghĩ là chuyện của thiên hạ. Có thể ở Văn Giang, Tiền Lãng, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, Đồng Tâm, nhưng chẳng phải là nhà mình. Có thể là Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải, nhưng sẽ chẳng bao giờ là chúng ta, những người chẳng làm gì sai trái, những người không tranh chấp gì với ai, những người sống tôn trọng luật pháp và những người biết lẽ phải và lương thiện. Những người dân vườn rau Lộc Hưng chỉ biết kính Chúa, yêu rau, chắc đã có những lúc nghĩ như vậy, cho nên khi máy xúc đất xuất hiện trước cửa, cào nát ngôi nhà của họ thành đống gạch vụn trong chốc lát. Những người dân Thủ Thiêm đã có lúc liều mình nuôi giấu cán bộ, góp tay giải phóng miền Nam, cũng đã có lúc nghĩ thế, cho đến khi bị cưỡng chế, tài sản vứt ra cửa, người xô ra vỉa hè để bắt đầu cuộc sống màn trời chiếu đất. Nhiều lắm,
những người dân ở Văn Giang, Tiên Lãng, Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, Đồng Tâm cũng đã từng thờ ơ, không nghĩ bất công sẽ ập đến với mình cho đến khi chúng sộc đến. Đây là hình ảnh điều tra viên Phạm Việt Anh bên trái, người mà ông Lê Đình Công đã khẳng định rằng đã dùng rùi cui đánh ông suốt 10 ngày như một. Những Nguyễn Thanh Trấn, Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải thì lại chưa từng có tranh chấp gì với ai. Nhưng rủi thay, tên của họ lại lọt mắt xanh của cơ quan điều tra để bù trừ cho sự bất lực của họ, để thế thân cho thủ phạm đang nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ở Hà Nội, bạn có thể đi dọc theo đường phố Ngô Thị Nhậm, nơi dân oan vẫn còn tin rằng bất công của họ sẽ được gỡ bỏ. Họ sẽ kể cho bạn nghe những gì về bất công trước khi điều đó đổ ập xuống số phận của họ. Bạn đã thấy những hình ảnh người mặc cảnh phục, răng biểu ngữ trên đường phố đòi công lý. Bạn có từng xem clip chiến sĩ công an nhờ cộng đồng lên tiếng vì bất công hay chưa? Chưa hết, nếu bạn còn nhớ đến những người đã leo đến tột đỉnh danh vọng, ủy viên Bộ Chính trị, là Bộ trưởng và ước mong hãy đối xử với bị cáo như số phận của một con người, thì xem ra chức vụ tột đỉnh cũng không thể cứu ông ấy thoát khỏi bất công khi phải tham gia tố tụng. Cho thấy bất công như một con thú phàm ăn, nó không từ một ai cả. Sau người dân đen thì nó đã đánh chén cả những thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ, chỉ biết một lòng một dạ, còn đảng, còn mình, và đến cả người leo đến gần hết bậc danh vọng. Hãy nhìn tấm gương ở Đồng Tâm, hãy nhìn gương cụ Kình và tự ngẫm về bản thân và thân thế của bạn. Bạn đã từng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của địa phương hay chưa? Bạn có tuổi đảng lên đến gần 6 thập niên hay chưa? Nếu người có thân thế như thế mà còn là biểu tượng bi thảm của bất công, thì bạn nghĩ mình là ai mà được quyền miễn nhiễm với bất công đang trực chờ đầy rẫy ở ngoài kia? Bất công có thể đến với bất cứ ai và bất cứ lúc nào. Chỉ có điều đừng ngây thơ nghĩ rằng chúng ta có thể miễn nhiễm khi nó ập xuống số phận. Cuộc sống có nhiều lựa chọn, nhưng để lựa chọn đúng thì đừng bao giờ quên tấm gương của ông cụ ở đất Đồng Tâm. Đừng bao giờ. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã nêu quan điểm như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đồng Tâm, đảng chém vào lòng dân tộc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.